Hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Cô Gái Nông Thôn của mình. Một buổi chiều hơi nắng ha. Thời tiết bây giờ ở chỗ mình buổi chiều nó nắng. Đây là hai cây hoa thu hải đường ha. Đó. Cái hoa thu hải đường này có cái lá nó rất giống lá nho ha. Đó. Bữa Tết thì mình được bà chị cho mình hai cây hoa thu hải đường này. Đấy, hoa này màu đỏ này các bạn. Đó. Thì hôm nay mình sẽ nhân giống cây hoa thu hải đường này ra ha. Nhìn chung á thì mình thấy cây hoa thu hải đường này nó cũng tương tự giống như cái cây sống đời ha. Cũng là cái ngắt cằm và dâm nó xuống thôi. Đó. Thấy không? Cây này nó mắt lá nó khít vô cùng luôn các bạn ơi. Nhìn này, cây cũng rất mập. Đây. Bông thì màu đỏ đẹp ha. Hoa thu hải đường thì ra hoa quanh năm. Cái này thì mình thấy ở bên Tre này, ở gần chỗ mình thôi, mới xuất hiện thôi, cho đợt trước thì cũng chưa có đâu. Mình thấy đẹp cho nên cũng ráng xin ha. Đó. Ngắt cằm. Đây là một nhánh cây hoa thu hải đường ha. Mình sẽ lấy luôn cả cái phần mắt này ha, bỏ cái lá đài này. Cái này thì chia làm hai được. Đó. Cái này mình sẽ bấm ra đây và chia làm hai cây ha. Chia làm hai nhánh. Ở đây mình cũng tỉa luôn cái nhánh này này các bạn ơi. Đấy. Cái này mình sẽ là làm hoa để bán Tết nhá. Giờ mình nhân giống và lên con dần đi ha. Cho tới Tết là mình có được một số cây rồi. Cái này thì mình cũng tỉa ngang đây cho cây nó mau lớn ha. Đó. Đó, thì mình sẽ cắt tỉa hết ha. Đó, lúc trước thì mình đã cắt một lần rồi và bây giờ cây này ra cây nhánh con nó rất nhiều ha. Mình cắt tỉa đi thì mình vừa có đọt mà cây nó vừa xum xuê được có nhiều nhánh. Đây mình quay cho các bạn xem cái cây. Đấy, vô cùng đẹp luôn. Cái phần này thấy hơi cao mình tỉa luôn ha. Để cho những cây đọt ở phía dưới này nó lên. Đó. Khi nào mà những cái nhánh này mà ra dài đi ha. Thì mình sẽ cắt tỉa tiếp. Nhân giống ra tiếp ha. À, sau khi mình cắt tỉa hết thì mình được một số đọt này các bạn. Đó. Mình được một số đọt cũng khá nhiều ha. À, đấy. Và mình cùng tỉa bỏ hoa hết nha. Đây mình tỉa mình bỏ hoa luôn. Đó. Rồi ở cái phần mà gốc mà mình cầm xuống dưới cái phần giá thể của mình thì mình bỏ cái lá đài ở đây luôn ha. Để cái phần này nó chạm vô xuống đất. Sau này rễ nó sẽ ra ở cái phần trên này. Đấy. Các bạn thấy không? Đối với cây hoa thu hải đường này. Cũng giống như cây sống đời ha. Mình mà càng bấm đỏ thì cây nó càng ra tàn rất nhiều. Càng xum xuê ha. Đó, những cái này mình bấm hồi cách đây tầm chừng một tháng á. Mà cây nó ra nè. Đó, cho nên bây giờ mình sẽ bấm tiếp để cho cây nó ra để cây tàn cây nó vừa được to và tròn cây cho nó đẹp ha. Rồi thì phần giá thể mình sử dụng ở đây thì gồm có là sơi dừa và vỏ trấu ha, có một ít tro trấu. Thì sơi dừa thì không có quá nhiều, không vỏ trấu thì không có nhiều đâu, mình bỏ ít thôi, chắc tầm được 7-10% ha. Đó, mình chọn những cây đọt mà nó mập, nó cũng không, nó vừa phải ha. Phải nói là vừa phải. Thì cái cây này thì mình bấm tới đâu rồi mình xài tới đó thôi, không sao hết.
Đó, sau khi chọn xong rồi mình cắm những cái đọt này nó xuống đất, xuống cái giá thể của mình ha. Đó, một chậu như vậy thì mình cắm 3 đọt. Đó. Cái này thì mình làm trước rồi, mình tưới nó cũng dễ rồi ha. Đó, một chậu thì mình cắm nó xuống 3 đọt. Và sau khi cái này thì hiện tại mình cũng đang để ở trong trại lưới. Nhưng mà cái trại lưới của mình ở đây thì nó cũng không có quá nắng đâu. Nó không quá mát chứ. Đó, nó có nắng chiều á. Và lưới cũng này mỏng chứ không có dày lắm. Đó, rút kinh nghiệm từ những cái năm trước thì năm nay mình làm cây trại lưới nó mật độ che nắng nó thấp hơn một chút. Để cho cây nó cũng quen dần với nắng thì tới kỳ làm bông thì mình sẽ đưa cái cây ra ha. Đó. Đó. Thì nhiêu đây đọt là mình cắm ra cũng được 4-5 chậu này, khá nhiều ha. Đó, từ 2 cây con mà có thể nhân giống ra từ đây mà tới Tết là mình cũng có cỡ vài trăm cây là bình thường đó các bạn ơi. Đấy. Đấy. Thì đây là mới chỉ là nhân giống để lấy con thôi, chứ chưa có làm bông Tết. Nếu mà làm bông Tết thì mình phải trộn giá thể và đưa cây vô chậu khác ha. Đó, thì cái này tầm tháng 6 chứ. Tháng 6 thì mình sẽ xuống một lượt cùng với cây sống đời luôn. Rồi. Đây là cái thành quả cái buổi cắm hôm nay của mình nè. Đó. Còn bên này là những cái chậu cây mà mình đã cắm trước đó được hơn một tháng. Mình cũng cắm xong rồi mình để trong mát vậy đó. Đó. Để trong mát thì nay cây nó cũng ra rễ và bén này này các bạn. Cái này là lên được cặp đọt đẹp rồi đây này. Đó. Để mình ấy lên một cây cho các bạn xem nha. Cây đã ra rễ rất mạnh này này các bạn. Đó, và lên được những cái cặp lá mới rồi này. Đây là cái cây mà mình cắm một tháng đó. Mình cắm xong thì mình cũng để nó ở trong mát không à. Chứ chưa có tưới rừng rễ hay là cái gì hết luôn. Có tưới nước thôi. Đó. Thử nhổ lên cây cho các bạn xem ha. Ủa. Về phần rễ thì mình thấy cái cây sống, cái cây gì ta? Cây hoa thu hải đường này có nó bộ rễ nó trong trong á. Đó, nếu mà so với cây sống đời thì mình thấy cây này nó không có ít nước hơn nha, mình phải để nó khô hơn. Các khi các bạn cắm xong á, như thế này thì mình chỉ tưới nước sương thôi, tưới nước nhẹ chứ không có tưới nhiều nước. Nếu mà cây này bị nhiều nước là nó sẽ thối à, nó khó sống hơn cây sống đời. Đó. Hôm bữa mình cắm đây cũng là 4-5 cây mà sống được có 3 cây ha. Đó, được 5 cây mà sống và có 3 cây và bây giờ bộ rễ nó phát triển tương đối mạnh rồi nè. Đấy. Còn cây này thì mình cầm mà nó bị dơ lên á. Nó bị dơ lên á ha. Hiện nay cây cũng đã ra rễ rồi. Nhưng mà nó vẫn còn hơi héo. Cái này là cầm xong cái nó bị bật gốc lên nè. Nó không có ra. Với lại mình cũng không nên bỏ trấu quá nhiều. Trấu nhiều thì dễ làm cho cái cây này nó làm như nó ấy. Cái phần này của mình là cái trấu nó hơi nhiều này. Cho nên cái cây nó cũng không có được, nhìn nó không có được tốt ha. Đó. Còn cái phần cây nhỏ này thì nó cũng ra rễ này các bạn. Cây này cũng rất chỉ là dễ sống ha. Đấy. Chỉ là hơi mình ít tưới nước hơn so với cây sống đời á. Đặc biệt là trong cái giai đoạn mà mình vừa mới nhân giống cây ha. Mình chỉ tưới sương sương và thì chỉ một vài thao tác đơn giản thôi. Như vậy thì mình đã có được những cái con của cây hoa thu hải đường rồi ha. Đó. Những cái này thì lớn lên dần chút nữa thì mình cũng sẽ bấm đọt và cây nó cũng sẽ nổ nhánh nha. Đó. Cây này thì nhiều nhánh hơn, sống đời nhiều ha. Đấy. Các bạn thấy không? Cái đọt và cây nhánh nó lên rất là nhìn nó sum suê. Bạn nào mà yêu thích hoa thu hải đường thì cũng có thể thử nghiệm ha. Đó. Đặc biệt là những cái cây như thế này này. Đó. Một cây thôi mà nhìn nè. Rất đẹp, mình cũng rất mê cây thu hải đường và ở cây phần giá thì ở đây thì có bỏ phân dơi này các bạn ạ. Cây này không phải phân dơi, nói lộn này, phân dê. Cái này là có bỏ phân dê đó.
Cái này thì người ta cho mình lúc cho người ta đã bỏ sẵn rồi. Vào đây cũng bỏ được hơn 2 tháng rồi mà thấy cây nó cũng còn tốt tốt. Và mình cũng chưa phải bón hay thứ gì lên cây hết nữa. Thấy cây thu hải đường này cũng rất dễ nhân giống và hoa cũng đẹp. Với lại nó cũng có giá trị về kinh tế nếu như mình làm hoa Tết ha. Cho nên mình cũng giới thiệu với mọi người để ai mà có yêu thích hoa kiểng thì mình cũng có thể nhân giống. Đó. Và chơi Tết đó. Rồi vài ngày sau mà khi mà cây ra rễ rồi ha, mình sẽ làm video soi kết quả cho mọi người xem nha. Rồi video của mình tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi ha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.